Với tài chính hơn 20 triệu đồng thì chúng ta sẽ có một cấu hình combo như thế nào? Và đây cũng là một câu hỏi chúng em nhận được rất là nhiều trên hệ thống kênh của Zika Audio chúng em. Với tài chính hơn 20 triệu đồng mà muốn sở hữu cho mình một cấu hình combo 3 trong 1. Có nghĩa ở đây chúng em muốn nói đến là cái việc chúng ta nghe nhạc là một này. Thứ hai là chúng ta xem phim giải trí có chất lượng âm thanh sống động. Nếu như các anh em muốn ghép bộ dàn này với TV để xem phim hay là xem những cái bản nhạc trên truyền hình VTV. Hoặc thứ ba nữa là chúng ta muốn hát được karaoke mỗi khi chúng ta quây quần đông đủ người trong gia đình và muốn giải trí một chút, muốn thả hồn vào những câu ca, câu hát. Thì đây, em giới thiệu cho các anh em một cấu hình combo. Một cấu hình combo rất là VIP. Đầu tiên sẽ đến với đôi loa. Và cấu hình này có giá chi tiết của nó là 22 triệu 500 ngàn đồng. Zika chúng em đã bao gồm tất cả mọi phí và ngoài ra tặng kèm bộ mic không dây trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng đi kèm. Và chưa hết đâu, nếu như các anh em mua đúng cái thời điểm thì sẽ có một cái mức giá còn dễ chịu hơn. Một đôi loa Wiwood G4000, một trong những dòng loa cây Bát 30, anh em hay gọi là loa cây loa cột. Thiết kế ngoại hình đẹp với hệ thống đường tiếng của nó được trang bị một Bát 30 gần mút xốp đánh giải trầm, tiếng bát, tiếng súc, giải tần số thấp. Một con chung 20 đánh giải trung trầm. Tiếp cận ở cái giải bát thì trên nó có giải trung trầm. Về hệ thống trung cao được trang bị hai con trung lớn. Ở đây em muốn nói đến cái việc mà đường tiếng của nó được trang bị cả trung trầm, trung cao thì chúng ta nghe nhạc nghe rõ cái lời ca tiếng hát. Khi chúng ta hát karaoke tiếng hát nó nhẹ nhàng hơn, nó không mất sức. Hệ thống chép của nó thì được phân bố đồng đều cho ba con chép giấy và một con siêu chép. Còn kích thước ạ, về cái kích thước của cặp này, đây là loa cây thì nó sẽ có một chiều cao lên đến 120cm, tức là 1m2. Và cái bề ngang của nó là 36cm. Đấy. Và chiều sâu là 30. Đặc biệt là phiên bản này là phiên bản mới nhất của năm 2022. Sẽ có cái màu sắc là màu vân gỗ, rất là đẹp. Cộng với nền trước của nó là màu đen. Những cái điểm còn nhấn của nó là màu vàng gôn. Em ở đây là có tấm mi căng. Cái tấm mi căng này thì chúng ta có thể tháo rời ra. Nếu như em là chủ sở hữu của cặp loa này, hay các em có thể thấy em xuất hiện rất nhiều những cái video về đôi G4000, em toàn bộ sẽ tháo cái căng. Bởi vì em rất thích cái nét đẹp của mẫu loa như thế này. Em muốn nó lột tả, nó phô diễn được những cái điểm mạnh cũng như là cái hình ảnh đẹp về đôi loa. Hiện tại đang có giá bán là 9 triệu đồng cho mẫu loa Wiwood G4000. Đặc biệt trong cấu hình combo này, em muốn nói đến là việc em sẽ phối ghép để làm sao mà các anh em nghe được chất âm hay cũng như là đầy đủ các giai. Thì không thể thiếu loa siêu trầm. Nói về loa siêu trầm, nó là một trong những cục loa bát, loa súp, loa sub đánh giải tần số thấp, hỗ trợ rất là tốt cho những bộ dàn nghe nhạc và bộ dàn karaoke hiện nay. Đây là cục sầm Monster Bát 30, công suất max được 400W, giá là 4 triệu 500 ngàn đồng, màu đỏ vân gỗ rất là đẹp ạ, màu đỏ cánh gián vân gỗ, hàng nhập khẩu, bảo hành 1 năm, 4 triệu 500 ngàn đồng. Còn nữa ạ, em không muốn nhắc đến một cái thiết bị nào ngoài cái thiết bị X22 Pro, vì ghép ở đây nó sẽ giảm đi được rất nhiều cái giá thành, sử dụng dễ dàng. Đây là lớp siêu, em hôm nay em sẽ không bóc siêu nữa, sẽ dành cái việc này cho các khách hàng đã đặt đơn hàng với chúng em. Con đẩy X22 Pro DAC, đây là một trong những chiếc đẩy liền vang có công suất khỏe, đáp ứng được cái việc mà khai thác lên được 500-600W và mắc lên 1000. Nó tích hợp vang số đi kèm này, tích hợp giải mã, tích hợp cả tính năng lao rớt. Đấy, có bộ xử lý effect chuyên nghiệp, chống hú 3 cấp độ, dễ dùng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Có điều khiển thông minh đi kèm, màu đen, giá của nó là 9 triệu đồng. Phía bên trên là bộ mic, em nhấn mạnh đây là bộ mic chúng em tặng kèm. Chúng em tặng kèm bộ mic này. Và bộ mic này nếu như các anh em không muốn dùng bộ mic này, có thể nâng cấp lên bộ mic khác và chúng em sẽ trừ chiết khấu tiền đi cho các anh em. Ví dụ như nâng cấp bộ 321 thì các em chỉ cần thêm 2 triệu nữa thôi. Là chúng em sẽ cố gắng ưu đãi dành toàn bộ những cái gì lợi, những cái lợi ích đến cho các khách hàng khi mà cũng như các anh em đến với Zika chúng em. Đương nhiên rồi, trong cấu hình này em sẽ test một bài karaoke trên toàn bộ cấu hình combo này với cái giá hiện nay là 22 triệu 500 ngàn đồng. Các em đừng bỏ lỡ cơ hội khi sở hữu cho mình cấu hình combo, khi nhận để về cho mình một món quà trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Một đôi loa đẹp, chất, bộ combo rẻ, đúng với tiêu chí ngon bổ rẻ của các anh em đã đưa ra. Ok, xin mời các em đeo tai phone để lắng nghe. Vâng, và sau đây xin mời các em thưởng thức một bản karaoke do ca sĩ Trung Hồng sẽ hát trên cấu hình combo G4000. Đường về cô dâu đôi má hồng.
rồi thì các em có thể nghe cả tiếng súp kết hợp với hai con bát 30 chia đều cho mỗi cây một bát và hệ thống chung và hệ thống chép nữa. Thì cái việc mà chúng ta nghe nhạc cũng như hát karaoke thì nó sẽ đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái mong muốn của anh em trên bộ cấu hình combo karaoke hiện nay. Đặc biệt là với cái mức giá tiền là hơn 20 triệu đồng thì một cấu hình combo này thì là một trong những top cấu hình combo bán chạy nhất năm 2022. Và chúng em cũng cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video và xin chào tạm biệt. Và hẹn lại các anh em vào những video clip tiếp theo nhé. Xem video nhớ tặng chúng em cái like, những chia sẻ đường link này cho chúng em nhé. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều.